Năm chuyện lạ quanh chuyện bầu cử Mỹ 2020. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Lời đầu chúc là lời sức khỏe toàn thể. Xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn nhiều. Đây là video tiếp theo của kênh được thực hiện tại Cali, nước Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi các tin nhanh nóng bỏng và năm chuyện lạ liên quan đến tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 như sau. Có thể nói bầu cử Tổng thống Mỹ có những điểm lạ khác với nhiều nước trên thế giới, nhất là khi nó nằm trong bối cảnh của năm 2020 khi đại dịch Covid làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Bạn có nghe nói đến năm chuyện lạ quanh chuyện bầu cử Mỹ 2020 chưa? Hy vọng những điều trình bày ở đây sẽ mang tới những bất ngờ thú vị cho bạn. Tất nhiên số chuyện lạ có thể nhiều hơn, nhưng đây là năm chuyện lạ điển hình đáng chú ý nhất mà bạn nên biết. Chuyện lạ thứ nhất, lỗi dữ liệu khiến truyền thông Mỹ báo sai số phiếu. Chuyện này lạ vì theo nhiều người, quốc gia tiên tiến như Mỹ mà cũng xảy ra điều này, thật lạ quá. Cụ thể là mới đây có tin dữ liệu của hãng Edison Research bị lỗi khiến truyền thông Mỹ báo 98% phiếu tại bang Arizona đã được kiểm thay vì 86%. Dữ liệu mới được Edison Research sửa lại cho biết Arizona còn 14% phiếu bầu chưa kiểm đếm, còn dữ liệu của AP là 16%. Arizona là bang đầu tiên Trump giành được năm 2016, song các hãng thông tấn tuyên bố đã rơi vào tay Biden trong cuộc bầu cử năm nay. Để mất Arizona là đòn giáng mạnh vào Trump, buộc Tổng thống Mỹ chiến thắng tại các bang chiến trường Trung Tây vốn có xu hướng chống lại ông thông qua kiểm đếm phiếu bầu vắng mặt. Và cuối cùng chúng ta đã biết kết quả là Biden đã thắng tại Arizona. Chuyện lạ thứ hai, 4 thành viên nhóm ủng hộ Trump bị đâm dao, lạ vì bầu cử mà đã có xảy ra xung đột đến đổ máu. Thủ lĩnh và 3 thành viên nhóm cực hữu ráo bòi bất ngờ bị phong trào người ủng hộ người da màu tấn công ở thủ đô Washington sáng mùng 4 tháng 11. Lãnh đạo nhóm cựu hữu này cho biết đã bị chém vào bụng và 3 thành viên khác bị thương, trong đó một người đàn ông bị đâm vào cổ và một người phụ nữ bị đâm vào lưng. Vụ tấn công xảy ra lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày mùng 4 tháng 11, lúc người này cùng các thành viên trên đường trở về nhà sau khi theo dõi cuộc bầu cử tổng thống tại một quán bar ở thủ đô Washington. Chuyện lạ thứ ba, Trump bị đồng minh phản ứng vì tuyên bố thắng sớm, là ở chỗ phe mình lại phản đối mình, chắc chỉ có ở bầu cử Mỹ mới có chăng. Có tin nói rằng nhiều đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump ở đảng Cộng Hòa cho rằng tuyên bố sớm về chiến thắng của ông là quyết định sai lầm. Cựu thống đốc New Jersey, thành viên đảng Cộng Hòa và là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump, nói rằng ông không đồng tình với tuyên bố vội vàng về chiến thắng ông chủ Nhà Trắng, đặc biệt là cáo buộc đối thủ cố tình gian lận. Còn cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania là Rick Scheron, thành viên đảng Cộng Hòa và cũng là đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ, thì nói, tôi rất lo ngại với những gì Tổng thống vừa nói, người này nói với CNN sáng 4 tháng 11. Ý tưởng sử dụng từ gian lận đối với những người kiểm phiếu là sai lầm, họ đang kiểm phiếu bầu qua thư và vắng mặt một cách đúng đắn, và một số hạt đã dừng kiểm phiếu. Tại sao họ dừng? Vì giờ đã là 2 giờ 48 phút sáng. Lời chỉ trích từ hai đồng minh của Tổng thống Trump đến giữa lúc ông chủ Nhà Trắng cũng đang bị nhiều nhà báo và chuyên gia chính trị của nhiều tổ chức truyền thông cũng bày tỏ bất bình với tuyên bố của ông. Còn giấy thép bờ, phóng viên của CNN chỉ ra rằng bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào cũng vô nghĩa về mặt bầu cử, giống như việc một huấn luyện viên đội bóng khẳng định đã giành chiến thắng chỉ sau một hiệp đấu. Bên cạnh đó cũng nên biết rằng Twitter vào tháng trước cho hay sẽ không cho phép Trump hay Biden tuyên bố chiến thắng trên mạng xã hội này cho tới khi kết quả cuối cùng được quan chức bầu cử tuyên bố, hay ít nhất là hai hãng tin quốc gia uy tín công bố. Chuyện lạ thứ tư, thế giới cũng khắc khoải chờ kết quả bầu cử Mỹ, lạ quá đi, có lẽ trên thế giới này, chỉ có bầu cử tổng thống ở Mỹ là làm cho những nước khác phải bồn chồn theo dõi. Có người nói thật lạ làm sao, khi giống như người Mỹ, người dân thế giới cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử khi hai ứng viên vẫn bám đuổi xích sao, sự hồi hộp lại càng gia tăng thêm khi năm nay rất khác với những năm trước. Do các năm trước,
người đắc cử Tổng thống Mỹ thường được công bố vào đêm bầu cử hoặc rạng sáng hôm sau. Tuy nhiên, do số phiếu bầu qua thư năm nay tăng cao vì COVID-19, quá trình kiểm phiếu tại các bang chiến trường kéo dài, khiến người chiến thắng vẫn chưa lộ diện. Giới quan sát thì cho là hầu hết lãnh đạo và các ngoại trưởng thế giới đều án binh bất động, cố gắng không đổ thêm dầu vào lửa vào bầu cử gay cấn này ở Mỹ. Hãy thử lắng nghe phát biểu của một người dân lúc hôm nay đội mũ bóng chày có khẩu hiệu khiến châu Âu vĩ đại trở lại, đã hào hứng nói, từ hồi Trump bước chân vào chính trường, tin tức thú vị hơn rất nhiều, bạn không bao giờ lường trước được ông ấy sẽ nói gì, thật là hay, tin tức sẽ nhạt nhẽo đi nếu Trump thua. Chuyện lạ thứ 5, rắc rối quanh con số 270 trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Nước ngoài nói nhiều về con số thần kỳ này trong bầu cử Mỹ. Để tiến vào Nhà Trắng, một ứng viên tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, tức là quá bán của tổng số 538 phiếu đại cử tri của tất cả 50 bang. Bà Hillary Clinton hơn đối thủ Trump 2,9 triệu phiếu phổ thông trong năm 2016, nhưng bà vẫn thua. Ông Trump hồi đó thắng nhờ phiếu đại cử tri, theo hệ thống được quy định trong Hiến pháp Mỹ và được củng cố qua nhiều thế kỷ. Mỗi bang của Mỹ được phân bổ số phiếu đại cử tri khác nhau, dựa trên số nghị sĩ mà họ có trong Hạ viện, thông thêm hai thượng nghị sĩ. Cali được nhiều phiếu đại cử tri nhất, với 55 phiếu, tiếp theo là Texas với 38 phiếu. Ứng viên chiến thắng ở New York hay Florida có thể bỏ túi 29 phiếu đại cử tri, Illinois và Pennsylvania mỗi bang có 20 phiếu đại cử tri. Còn lại trong top 10 bang nhiều phiếu đại cử tri nhất là Ohio với 18 phiếu, Georgia và Michigan mỗi bang 16 phiếu, và Bắc Carolina 15 phiếu. Vì con số 270 này, mà các ứng viên tổng thống luôn được các cố vấn của mình vạch ra một lộ trình phù hợp để khả năng giành chiến thắng cao nhất. Ở năm nay, ông Trump có nhiều con đường để tiến tới con số 270, nhưng lộ trình tốt nhất là thắng ở Florida và Pennsylvania. Nếu ông giành được cả hai bang này và giữ vững ở Bắc Carolina và Arizona, hai nơi ông đã thắng hồi năm 2016, ông sẽ tái đắc cử, với 29 phiếu đại cử tri, Florida là bang quan trọng nhất với ông Trump. Thất bại ở đây sẽ khiến ông gần như không thể giữ được Nhà Trắng nữa, mà kết quả tới nay thì sao, Trump đã thắng ở Florida chiếm trọn 29 phiếu đại cử tri. Còn tại Pennsylvania, Trump đạt 52% phiếu cử tri, còn Biden chiếm 46,9% phiếu cử tri, nhưng mới có tổng cộng 86% phiếu bầu được kiểm, kết quả tại đây chưa ngã ngũ vào lúc chúng tôi làm video này. Arizona thì lại rơi vào tay Biden với 51% phiếu cử tri thuộc về Biden, còn Trump chỉ có 47,6%, cho nên 11 phiếu cử tri đoàn của Arizona thuộc về Biden. Trump không giữ vững được Arizona, riêng tại Bắc Carolina đã thuộc về Trump với 15 phiếu cử tri đoàn. Kết quả chung đến 4 giờ 58 chiều theo GET ngày 4 tháng 11, Biden đã có tất cả là 264 phiếu cử tri đoàn trong khi Trump theo sau đang có 214 phiếu cử tri đoàn, số liệu này theo Fox News cung cấp. Như vậy con đường tới Nhà Trắng của Biden được cho là đang thuận lợi hơn so với Trump, vì 264 gần với 270 hơn mà.
Video tới đây là chấm dứt, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt Du Hết 1040.